Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp và làm việc với đoàn công tác Kobobunji, Nhật Bản. Ban chỉ đạo tỉnh kiểm tra việc thực hiện kế hoạch số 93A tại huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hảo. Công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới. Viettel Hưng Yên triển khai dịch vụ Viettel Pay không thu phí khách hàng. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018 đến ngày 1 tháng 10 năm 2019, Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà cho hộ nghèo, thăm tặng hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9 năm 2019, số dư quỹ vì người nghèo các cấp là trên 15,7 tỷ đồng. Việc thực hiện chế độ báo cáo kết quả thu chi quỹ vì người nghèo, công tác quản lý sử dụng quỹ đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích. Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã triển khai kế hoạch phát động tháng cao điểm vận động quỹ vì người nghèo năm 2019. Ban vận động xây dựng quỹ cấp tỉnh thì hôm nay chúng ta triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm và hướng dẫn ban vận động các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức, cung cấp số liệu tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ số gia đình hộ nghèo, người có công trong toàn tỉnh còn khó khăn và nhà ở cần được hỗ trợ để đảm bảo chính xác, không để sót, không trùng lắp đối tượng, để có cơ chế hỗ trợ tài chính và huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư để phấn đấu hoàn thành việc xây và sửa nhà cho hộ nghèo năm 2020. Phát động tháng cao điểm về người nghèo năm 2019, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nêu rõ, việc ủng hộ quỹ về người nghèo cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại tỉnh Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Đảng, mặt trận, chính quyền, xã hội cùng vào hợp lực. Thì hợp lực bây giờ làm cách nào thì bây giờ trước hết là kiện toàn bộ máy. Thế sau đó thì trên cơ sở các xã thống kê lên và huyện tập hợp lại. Ban chỉ đạo của huyện phải có trách nhiệm đến từng nhà kiểm tra cụ thể và anh ký xác nhận là nhà này đủ tiêu chuẩn. Ban chỉ đạo của tỉnh tiếp tục lần nữa xuống xác minh căn cứ nguồn lực để chúng ta triển khai. Thế chúng ta làm đồng loạt làm sao phấn đấu 2020 chúng ta xong. Tôi kêu gọi là toàn thể cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang ở tỉnh nhà, sức mạnh của khối đại đoàn kết, sức mạnh của toàn dân, của các tổ chức chính trị xã hội và từng cộng đồng, từng người hưởng ứng đợt phát động ủng hộ này. Tất cả là vì người nghèo, vì gia đình chính sách. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân đã đăng ký ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền trên 400 triệu đồng. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Kobobunji, Nhật Bản, sang thăm và tìm hiểu môi trường hợp tác đầu tư tại Hưng Yên. Tại buổi tiếp, ông Kunio Izawa, thị trưởng thành phố Kobobunji, đã giới thiệu khái quát về lịch sử văn hóa đặc điểm kinh tế dân cư của thành phố Kobobunji. Đại diện một số doanh nghiệp của thành phố Kobobunji đã giới thiệu về doanh nghiệp của mình và mong muốn được tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Hưng Yên ở một số lĩnh vực. Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát về đặc điểm địa lý, lịch sử, tình hình kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, trình độ lao động của tỉnh Hưng Yên, thông tin về tình hình các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Hưng Yên và những kết quả đạt được trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản vừa qua của tỉnh.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Hưng Yên và Nhật Bản đang có mối quan hệ giao lưu hợp tác tốt đẹp cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai bên có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa để thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của hai nước nói chung, của Hưng Yên và Kubunji nói riêng ngày càng phát triển. Về phía tỉnh Hưng Yên sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào địa bàn. Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 15, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông qua quy chế hoạt động, quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến đã quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh phải cụ thể hóa thành các chương trình đề án và chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với những nhiệm vụ giải pháp sát hợp sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình hành động mà nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 15 đề ra. Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, thực hiện tốt giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng đảng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhân dịp này, đã có 9 tập thể và 18 cá nhân được tặng bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Sáng nay, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 1 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp lớp cao cấp lý luận chính trị hệ khung tập trung tỉnh Hưng Yên khóa học 2017-2019. Dự lễ tốt nghiệp có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1. Sau gần 3 năm học tập nghiên cứu, 89 học viên của lớp học đến từ các sở ngành huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành chương trình học được cho bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị. Lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực 1 và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và tặng giấy khen cho các học viên có nhiều thành tích trong học tập. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Hương biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các học viên trong quá trình học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ yêu cầu đề ra của khóa học. Đồng chí yêu cầu sau tốt nghiệp, các học viên cần vận dụng sáng tạo kiến thức đã được học vào thực tiễn nơi công tác, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, có lối sống giản dị, đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Sở Tài nguyên Môi trường vừa tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 và hội thảo về phòng chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, công tác bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu đạt được trong thời gian qua chỉ là sự khởi đầu. Thời gian tới, các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân cần tiếp tục nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, coi đây là việc làm xuyên suốt không có điểm dừng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cần thảo luận làm rõ vai trò trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác bảo vệ môi trường nói chung, các biện pháp phòng chống rác thải nhựa. Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp ý kiến xây dựng kế hoạch, tham mưu phát động phong trào trên toàn tỉnh về lĩnh vực bảo vệ môi trường nói chung và nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần nói riêng. Tăng cường tuyên truyền để các sở, ban ngành, các công chức, viên chức, người lao động, các hộ gia đình và mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Vận động các hiệp hội doanh nghiệp, các khu công nghiệp phát động phong trào hướng đến sản xuất sạch thân thiện với môi trường và nâng cao công tác thu gom rác thải xử lý ô nhiễm hướng đến phát triển kinh tế bền vững.
Sau 3 năm thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cấp các ngành đã tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền, 69 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường với trên 18.000 lượt người tham gia, đóng góp trên 4.000 ngày công thu gom rác thải và dọn vệ sinh môi trường, trồng chăm sóc trên 150.000 cây bóng mát trên 250 km đường hoa. Duy trì hoạt động hiệu quả của 915 tổ dọn vệ sinh môi trường tự quản, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp ở nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Cũng trong hội nghị, các đại biểu tham gia hội thảo phòng chống rác thải nhựa với các nội dung như phát huy tốt hơn nữa tính phối hợp tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, sử dụng nhiều hình ảnh bài viết đưa tin trên nhiều kênh thông tin khác nhau để các cơ quan đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về môi trường và sự nguy hại của rác thải nhựa sử dụng một lần. Các cấp các ngành các địa phương đưa nội dung bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa vào chương trình hành động trọng tâm hàng năm. Triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện kế hoạch số 93 ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Mới đây, đoàn kiểm tra số 1 và số 2 đã đi kiểm tra tại thị xã Mỹ Hào và huyện Khoai Châu. Theo thống kê, thị xã Mỹ Hào có 339 trường hợp vi phạm xây dựng công trình nhà ở, nhà tạm trên đất nông nghiệp. Trong đó, vi phạm sau ngày 16 tháng 3 năm 2016 là 34 trường hợp, đến nay đã giải tỏa được 144 hộ. Về hành lang an toàn giao thông và thủy lợi, đã giải tỏa được hơn 3.000 trường hợp. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến hết tháng 9 năm 2019 đã cấp được hơn 16.000 thửa, đạt khoảng 60%. Trên 53.000 thửa đất nông nghiệp đạt gần 80%. Nhìn chung, tiến độ thực hiện kế hoạch số 93A và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp ở thị xã Mỹ Hào có nhiều đổi mới. Một số xã phường đã quyết liệt trong việc xử lý và ngăn chặn vi phạm trên đất nông nghiệp cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các vi phạm do xây nhà ở công trình trên đất nông nghiệp, đặc biệt có những vi phạm nằm trong quy hoạch đất của các dự án công nghiệp hoặc đấu đất giãn dân. Đoàn kiểm tra đã kiến nghị giải pháp để thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai có hiệu quả giai đoạn 2 kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến nay, huyện Khoái Châu mới cấp được 40.138 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, còn tồn đọng hơn 21.098 thửa đất. Giao đất trái thẩm quyền là trên 700 trường hợp, đã giải tỏa được 69 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp. Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông là 377 trường hợp vi phạm các công trình thủy lợi sau giải tỏa đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2019, còn tồn đọng 809 trường hợp. Việc xử lý giải tỏa các công trình vi phạm diễn ra rất chậm tại các xã, thị trấn. Đoàn kiểm tra đã xuống thực địa tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến một số vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông thủy lợi chưa được giải tỏa, tiến độ giải quyết tồn tại chậm tại xã Tân Dân và xã Hùng Tiến. Đồng thời yêu cầu huyện cần có những giải pháp để thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng hợp các số liệu để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh có hướng xử lý. Hiện nay, bà con nông dân tại một số xã của huyện Ân Thi như Hồ Tùng Mậu, Tiền Phong, Cẩm Ninh, Nguyễn Trãi đang bước vào vụ thu hoạch bí ngô sớm. Toàn huyện hiện có 350 ha bí đang và chuẩn bị cho thu hoạch. Cùng với cây ngô, đây là cây trồng vụ đông chủ lực tại huyện Ân Thi. Ưu điểm của cây bí ngô rất dễ trồng, dễ chăm sóc, tốn ít công, ít sâu bệnh, nhanh cho thu hoạch. Việc tiêu thụ rất thuận lợi, bà con không phải mang ra chợ bán mà thương lái đến tận ruộng thu mua. Hiện nay giá bán đầu vụ từ 5.000 đến 7.000 đồng một kg, ước tính năng suất mỗi sào bí ngô cho thu từ 1,2 đến 1,5 tấn quả. Ngoài bán quả bí non, người trồng có thể tận thu bằng việc bấm tiền gọt lá để bán và quả bí ngô để già. Trừ chi phí, mỗi sào bí ngô cho thu lãi từ 3 triệu đến 4 triệu đồng một sào. Nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật và thâm canh để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nên đến nay, huyện Yên Mỹ đã có hơn 1.500 ha cho thu nhập bình quân đạt trên 250 triệu đồng một ha trên năm. Trong đó có hơn 820 ha trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, còn lại là nuôi trồng thủy sản và rau màu. Một số xã có diện tích chuyển đổi trồng cây ăn quả nhiều là Minh Châu hơn 70 ha, Hòa Long 90 ha, Lý Thường Kiệt 70 ha. Để nâng cao năng suất và chất lượng cây ăn quả,
các địa phương đều thành lập hợp tác xã thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Với lợi thế đất đai phù hợp thổ nhưỡng nên phần lớn các diện tích trồng cây ăn quả của huyện như cam, bưởi đường, ổi nhãn đều cho năng suất và chất lượng cao. Trung bình một sào trồng bưởi cho thu hơn 1.000 quả, cam thu 1,3 tấn quả, ổi cũng cho thu trên 3 tấn quả một sào trên năm, cho giá trị kinh tế đạt từ 250 đến trên 300 triệu đồng một hecta trên năm. Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã hình thành những mô hình tích tụ ruộng đất cho hiệu quả kinh tế cao. Đó là cơ sở để thành phố đẩy mạnh mở rộng liên kết sản xuất, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đây là khu ruộng rộng 16 mẫu của gia đình ông Nguyễn Văn Oánh, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, đang được phủ xanh bởi các loại cây cảnh như đào, bưởi, quất và các loại cây ăn quả. 5 năm trước, nơi đây chỉ là những ruộng đất ngoài bãi sông Hồng, chỉ chuyên trồng 1 năm 2 vụ ngô cho hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ chủ trương tích tụ ruộng đất, gia đình ông Oánh đã mạnh dạn thuê lại đất của bà con và thầu thêm đất của phường Hồng Châu để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mỗi năm đem lại doanh thu trên 2 tỷ đồng, trừ chi phí gia đình còn thu lãi trên 1 tỷ đồng. Chúng tôi thấy diện tích ở đây đất cát rất là tốt, thế nhưng bà con canh tác nó không hiệu quả, đâm dẫn đến chán nản nhiều những cái khu vực hơi bỏ không. Thế do vậy là chúng tôi mới bảo thôi thì nảy ra ý tưởng là thôi thì tích tụ lại đất mà làm cho nó có hiệu quả, mang lại kinh tế cho gia đình. Nhận thấy trồng cây chuối đem lại hiệu quả kinh tế cao, cách đây 15 năm, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn, khu phố Cao Xá, phường Lam Sơn đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất bãi chuyên trồng ngô sang trồng chuối. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gia đình anh đã thuê lại ruộng của bà con với tổng số 17 mẫu chuyên trồng chuối, mỗi năm được thu lãi trên 1 tỷ đồng. Nó trồng rất là nhiều. Nên khách người ta đến người ta mua chứ thì thực tình là nó đến nhiều hơn thì cái giá cả nó đẩy lên. Đấy, chứ không như trồng nhỏ lẻ như các nơi thì thật sự câu là giá cả nó kém đi và được cái bây giờ cái khâu chăm sóc là được mọi anh em vừa học hỏi nhau này, vừa các sở ban ngành người ta tư vấn nữa nên hiệu quả nó cũng tương đối cao. Từ năm 2018 đến nay, trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã có trên 30 mô hình tích tụ đất nông nghiệp, có diện tích rộng từ 2 đến 7 hectare một mô hình trở lên. Trong đó phải kể đến những mô hình có hiệu quả cao như mô hình trồng nhãn rộng 3 hectare của gia đình ông Đỗ Kỳ Lam, xã Phương Triều, mô hình trồng 4 hectare cam của gia đình ông Trần Văn Chính, xã Quảng Châu, mô hình trồng 7 hectare chuối của hộ ông Phạm Văn Chuyến, xã Phú Cường. Thành phố đã giao cho các phòng chuyên môn là chỉ đạo xuống các phường xã, các hộ tích tụ ruộng đất để nhằm mục đích là làm thửa ruộng lớn để hướng theo hướng sản xuất hàng hóa và tiến tới nữa là hình thành và vận động hình thành các cái hộ tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để dễ chỉ đạo quản lý điều hành và tiến tới sản xuất theo hướng Việt Gáp. Có thể khẳng định tích tụ ruộng đất đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho bà con nông dân, góp phần hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung trên địa bàn thành phố, vừa thuận tiện cho sản xuất, vừa đem lại kinh tế cao như vùng trồng rau xã Trung Nghĩa, vùng trồng cây có múi thuộc phường Lam Sơn xã Quảng Châu, vùng trồng nhãn xã Hồng Nam, phường Triều, Tân Hưng và vùng trồng chuối tại phường Lam Sơn, Phú Cường, Hồng Cường. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước và sự đóng góp của người dân, sự ủng hộ tích cực của các doanh nghiệp đã và đang góp phần giúp huyện Văn Lâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trở thành huyện nông thôn mới. Điển hình đó là công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm. Trong năm 2019, trước tình trạng dòng kênh chạy dọc tuyến đường vào thôn Minh Khai bị ách tắc, rác thải ứ đọng gây ô nhiễm môi trường trầm trọng, công ty đã tự nguyện bỏ ra số tiền trên 4 tỷ đồng để xây dựng hệ thống kênh mương đấu nối với khu làng nghề 2 Minh Khai. Ngoài đóng góp xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia mọi phong trào ở địa phương, công ty đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, giúp đỡ xây dựng sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Với những đóng góp trên, công ty cổ phần nhựa Tiến Đạt đã vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Thưa quý vị và các bạn, trong khi các hoạt động lập tài khoản, làm thẻ ngân hàng rút chuyển tiền qua tài khoản đang được các ngân hàng thu phí, thì Viettel Hưng Yên đã triển khai dịch vụ Viettel Pay giao dịch bằng tiền điện tử mà không thu bất kể loại phí dịch vụ nào. Theo đó, Viettel Pay Hưng Yên
đang miễn phí lập tài khoản, cấp thẻ thời gian khớp với các phương thức gửi ngắn dài hạn theo cam kết với cơ quan quản lý nhà nước khi đơn vị này mở dịch vụ. Từ tiện ích, ở đâu có sóng Viettel là ở đó người sử dụng dịch vụ Viettel Pay thực hiện được các giao dịch tiền tệ miễn phí, nên dù triển khai dịch vụ được một tháng, song đến nay đạt trên 120.000 tài khoản thuê bao đăng ký sử dụng dịch vụ. Sử dụng cái dịch vụ của Viettel Pay thì tôi thấy là có rất là nhiều cái tiện lợi. Ví dụ như là khi tôi muốn mua một cái mặt hàng gì đấy mà sử dụng mình mua ở xa, mình có thể trực tiếp thanh toán trên cái ứng dụng Viettel Pay này mà không cần phải ra ngân hàng. Thanh toán tiền điện này, các cái hóa, các loại hóa đơn của mình mà mình không cần phải trực tiếp đến các cái điểm giao dịch như trước nữa. Khi mình đi du lịch hoặc đi đâu xa ấy, mà mình có thể là tra vào luôn vào cái của Viettel Pay này là nó có chỉ luôn cái địa điểm đến cái nơi mà mình cần rút tiền. Và họ chỉ đường luôn rất là dễ, rất là thuận tiện cho mình. Và cái đặc biệt thứ ba là ví dụ mình chuyển qua tiền mặt ấy, mình chỉ cần tích vào cái này và có thể là nơi khác người ta đến là người ta giao luôn tiền mặt đến cho họ trong vòng có tầm 2 tiếng thôi. Từ việc làm vừa mang lại lợi ích cho khách hàng, vừa xây dựng quảng bá được thương hiệu và mang lợi cho doanh nghiệp, Viettel Pay đang được coi là dịch vụ nền tảng kích cầu kinh tế và phát triển giao dịch không dùng tiền mặt, đáp ứng xây dựng xã hội công nghệ số 4.0. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.